Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vui xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Lạy Mẹ Maria, vô nhiễm nguyện tội, xin cầu cho chúng con hằng chay đến kêu xin Mẹ. Ngày thứ tư, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ. Thánh nữ Catherine Labouré thuật lại: thình lình con trông thấy những chiếc nhẫn nạm kim cương trên các ngón tay Đức Mẹ tỏa sáng ra. Quả địa cầu bằng vàng trên tay người biến đi, và Đức Mẹ cúi đầu xuống, hạ nhẹ đôi cánh tay để rọi sáng quả cầu dưới chân người. Con nghe có tiếng nói: quả cầu mà con thấy là thế giới, các tia sáng là những ân huệ Chúa ban cho những ai cầu xin Mẹ. Lại có tiếng nói trong trẻo và rõ ràng: hãy cho đúc ảnh kiểu này, tất cả những ai mang ảnh này với lòng cậy trông và đọc kinh cách sốt sắng sẽ được Mẹ che chở cách riêng và hưởng nhiều ơn trọng đại. Lạy Mẹ Maria, Mẹ được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ. Thiên Chúa đã muốn ban mọi ân huệ cho loài người qua tay Mẹ. Chúng con cảm ơn Mẹ đã đích thân dạy chúng con đeo ảnh của Mẹ và cầu nguyện với chính lời kinh của Mẹ. Xin giúp chúng con làm đúng như lời Mẹ dạy với hết lòng yêu mến, tin tưởng và cậy trông. Xin Mẹ thương cho những thành quả của các nhà khoa học trên thế giới là các loại vaccine phòng ngừa dịch bệnh này được mau chóng đến với mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu Chúa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một rũ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa là đấng vô nhiễm nguyên tội, chúng con xin dâng hiến cuộc đời mình cho Mẹ. Với tước hiệu Đức Mẹ hay làm phép lạ, ước gì mẫu ánh này là một dấu hiệu chắc chắn của tình Mẹ yêu thương mỗi người chúng con, và nhắc nhở lòng mến của chúng con đối với Mẹ. Ước gì khi đeo ánh này, chúng con được Mẹ chúc lành và yêu thương che chở, và Mẹ gìn giữ chúng con trong ơn nghĩa với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Ôi Trinh Nữ rất thần thế, Mẹ của đấng cứu thế, xin giữ chúng con bên cạnh Mẹ mọi giây phút cuộc đời chúng con. Xin cầu bầu cho chúng con được ơn chết lành,
nhờ được kết hợp với mẹ, chúng con được hưởng hạnh phúc nước trời luôn mãi. Amen. Con trong tình yêu Thiên Chúa quan phòng.